đất, hiện dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 12 tỉnh thành. Nhưng điều đáng nói là có nhiều trang mạng xã hội đã đưa thông tin hình ảnh sai sự thật về việc chế biến, bày bán lợn nhiễm dịch tại Hà Nội, gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng rất lớn đến người chăn nuôi. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những thông tin đăng tải sai sự thật để tránh gây hoang mang trong xã hội, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch. Các tài khoản đưa thông tin, hình ảnh kêu gọi tẩy chay thịt lợn vì có thể lây sang người sẽ bị xử lý theo quy định vì tung tin sai sự thật, thiếu căn cứ khoa học, ảnh hưởng đến các ngành chăn nuôi. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định mới phê duyệt chỉ tiêu tuyển